Chào các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn tại hướng dẫn biên tập video. Trong bài học trước thì chúng ta đã được hướng dẫn về chuyển đổi định dạng video, quay màn hình desktop và thu âm. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với các công cụ để chúng ta có thể biên tập một video hiệu quả và chuyên nghiệp. Và sau bài học hôm nay thì bạn có thể tự mình biên tập được một video tương tự như sau. Vâng, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó là chú robot có tên Sure Robot, chuyên làm nhiệm vụ phát hiện và sửa chữa các hư tật của các đường cống trong các công trình xây dựng. Và hiện tại thì robot đang được sử dụng hàng ngày tại công trường, đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế cho phía doanh nghiệp. Và để có thể biên tập được một video như vừa rồi thì các bạn phải trải qua các bước cắt ghép video và loại bỏ tạp âm, tách và ghép nền cho video. Bước thứ ba là tạo các hiệu ứng cho video, ví dụ như là hiệu ứng chuyển cảnh, phóng to thu nhỏ hay hiệu ứng con chuột chuột. Và bước cuối cùng trong bài 2 này là thiết kế một intro và outro để ghép vào đầu và cuối cho video. Để cắt ghép tách video hay loại bỏ tạp âm của video thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải gọi video nguồn mà chúng ta muốn xử lý vào cửa sổ clip pin ở đây. Cửa sổ clip pin là một cửa sổ chứa những video, hình ảnh hay âm thanh mà chúng ta muốn xử lý. Chúng ta nhấn vào import media. Tôi sẽ lấy video nguồn mà chúng ta đã xử lý đổi định dạng ở bài số 1 ra để chúng ta xử lý video này. Và video nguồn chúng ta đã được lấy ra cửa sổ clip pin của phần mềm Camtasia. Tiếp theo chúng ta nhấn chuột phải vào video nguồn này, chọn Add to Timeline. Và phần mềm bắt chúng ta chọn kích thước hiển thị cho video này. Video nguồn của chúng ta có chuẩn HD 720p, cho nên tôi sẽ chọn kích thước chuẩn là 1280 x 720 ở đây. Sau đó tôi nhấn vào OK. Và video của chúng ta đã được hiển thị lên dòng timeline của phần mềm Camtasia. Tiếp theo sau đây chúng ta hãy xem qua đoạn video gốc này để biết được những đoạn nào chúng ta cần cắt bỏ hay loại bỏ tạp âm. Chúng ta nhấn vào nút play ở đây. Vâng, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó là chú robot có tên Học để làm Sure Robot, chuyên làm nhiệm vụ phát hiện và sửa chữa các hư tật của các đường cống trong các công trình xây dựng. Về cơ bản thì như các bạn thấy là khúc đầu của video này thì có vẻ như nhân vật trong video chưa sẵn sàng lắm cho cảnh quay, cho nên chúng ta có thể coi đây là khúc video thừa và cần cắt bỏ đi. Và đồng thời chúng ta cũng thấy là video của chúng ta có những tạp âm là những tiếng rè như thế này. Và tiếng rè này có ở trong toàn bộ video của chúng ta và chúng ta cần loại bỏ tiếng rè này đi. Và chúng ta sẽ loại bỏ tiếng rè này đi trước. Chúng ta chuột phải vào đoạn video nguồn của chúng ta và chúng ta chọn vào Edit Audio. Và chúng ta thấy cửa sổ audio hiện ra. Trên cửa sổ này chúng ta tích chuột vào lựa chọn Enable Noise Remover. Đây là chức năng loại bỏ những tạp âm có tần số thấp. Và quá trình loại bỏ tạp âm diễn ra rất nhanh. Và chúng ta hãy xem lại video để thấy được cái hiệu quả loại bỏ tạp âm của phần mềm. Của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ robot có tên Học để làm Sure Robot, chuyên làm nhiệm vụ. Như vậy chúng ta có thể thấy là tạp âm được loại bỏ đi đáng kể so với video nguồn của chúng ta. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần video thừa. Trước tiên chúng ta phóng lớn video của chúng ta bằng cách nhấn vào zoom in ở trên này để có thể xử lý dễ dàng và cắt chính xác được toàn bộ phần video thừa của chúng ta. Như vậy là chúng ta có thể thấy là video nguồn của chúng ta được giãn ra. Để cắt bỏ phần video thừa này thì tôi sẽ lựa chọn phần video thừa trong video nguồn của chúng ta bằng cách kéo con trỏ trên dòng timeline.
từ đâu đoạn video chúng ta cần cắt cho tới hình ảnh cuối cùng của đoạn video chúng ta cần cắt. Và sau đó chúng ta nhấn vào cắt trên thanh công cụ thì chúng ta có thể thấy có thể thấy hình ảnh của một cái kéo mà chúng ta nhấn vào đó. Và như vậy các bạn nhìn thấy là đoạn video của chúng ta đã được loại bỏ đi phần video thừa. Chúng ta có thể xem lại đoạn video mà chúng ta vừa xử lý. Phần sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ robot có tên Học Để Làm Sure Robot, chuyên làm một bộ phát hiện và sửa chữa các hư tật của các cơ cấu trong các công trình xây dựng. Các bạn có thể thấy là video của chúng ta đã được loại bỏ tạp âm và cắt đi phần video thừa. Như vậy là phần loại bỏ tạp âm và cắt đi phần video thừa chúng ta đã xử lý xong. Và còn một phần nữa trong quá trình cắt, ghép và tách video thì là tách và ghép hai video lại với nhau. Thì tôi sẽ thực hiện như sau. Ví dụ tôi muốn ghép một video vào giữa video nguồn của chúng ta này chẳng hạn, thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên tôi đưa con trỏ chuột vào vị trí mà tôi muốn ghép video vào. Sau đó tôi nhấn vào nút Spin. Và sau đó tôi nhấn vào Spin It như các bạn nhìn thấy ở trên thanh công cụ này. Sau khi thực hiện chức năng Spin It thì video nguồn của chúng ta sẽ được tách ra làm đôi như thế này. Và công việc còn lại là chúng ta lấy video mà chúng ta muốn ghép vào giữa video nguồn của chúng ta. Ví dụ tôi sẽ lấy một video có sẵn ở trong Windows để ghép vào video nguồn của chúng ta. Ví dụ là video này, tôi chuột phải chọn Add to Timeline. Và video của chúng ta đã xuất hiện trên track 2 của timeline. Tôi sẽ kéo phần thứ hai của video nguồn tôi vừa mới tách ra phần sau của dòng timeline này để có đủ chỗ chứa cho video mà chúng ta mới lấy vào. Sau đó tôi kéo video mới này xuống track 1 và đẩy phần thứ hai của video nguồn nối sát vào video mà chúng ta chèn vào. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ là tách và ghép hai video lại với nhau. Và hãy xem lại đoạn video mà chúng ta mới tách và ghép này. Vâng, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ robot có tên Học Để Làm Sure Robot. Và một ứng dụng rất hay ở trong phần ghép video này đó là chồng hai video lên nhau. Và chúng ta thấy ở đây thì hai video cùng nằm trên một track. Nếu như chúng ta muốn chồng hai video lên nhau thì chúng ta chỉ cần đặt hai video này lên hai track khác nhau, thì video nằm track ở trên sẽ đè lên video nằm track ở dưới. Ví dụ tôi để video này lên trên video nguồn của tôi và sau đấy tôi sẽ cho video ở trên có khung hình nhỏ lại. Và đặt ở một vị trí tùy thích nào đó như thế này. Và tôi sẽ được kết quả là video những chú ngựa chạy trên nền nhân vật MC này. Như bạn có thể thấy. Và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cắt, tách, ghép video và loại bỏ tạp âm cho video.